Lời đầu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em Châu Âu trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 8, em xin giới thiệu tiếp cận một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli, model của nó là CDP770. Model này thì bán khá là nhiều rồi trong phân khúc giá rẻ. Nó được sản xuất năm 1988 với giá xưởng của nó là 39.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 8 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu là 27,5 cm, nó nặng là 3,6 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Soli rồi, 150A, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Chip giải mã của chiếc này dùng đến 3 con chip giải mã, trong đó thì có 2 con chip giải mã PCM 56P và một con là CXD 2550, cho chất âm ra là 18 bit sạch sẽ, chi tiết cũng rất là ấm áp ạ. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền của chiếc này rất là đẹp ạ. Đây là phần cái sồi. Thì đây có cái hơi móp nhẹ một tí này. Đấy, nó không nhường gì cả. Đây, khá đẹp. Đấy, góc bên đây thì nó có chảy sơn. Đấy, đây là phần cạnh trên. Cạnh trên thì của nó có sức mở. Lắp lưng thì đây có một cái vết hơi nõm nhẹ đây. Hơi dạn này. Đấy. Đây có vết xước đây. Nói chung là khá đẹp ạ. Về phía sau. Model của nó là CDP770, điện 100V, công suất của nó là 9W và series của nó là 286956. Sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc đồng này thì trang bị một đường aux ra và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối từ ngoài. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc đầu này còn khá là mới, máy móc thì zin nguyên bản, bắt đọc tin thang máy luôn. Tuy phân khúc giá rẻ thôi, thế nhưng mà chiếc đầu này trang bị những con tụ khá là chất lượng nè. Thứ nhất là con tụ này là 6.800 mi 16V, tụ này là 3.300 mi 16V, và những cái tụ màu xanh nước biển đây là những tụ của Rubicon, là một thương hiệu khá là nổi tiếng. Và đây là hai chip giải mã PCM 56 này, một con, hai con. Đấy. Và con CID 2550 nằm đây. Đấy. Đây là phần đáy phía dưới. Đáy phía dưới của nó còn khá là đẹp nhé. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần là mắt đọc cũng như là chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này thì mắt đọc rất là tốt cũng nhé. Tất cả đầu bên em bán ra được test kỹ càng trước khi gửi hàng. Đấy. Và chiếc đồ này thì bên em bán mức giá là 1 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc thì được bác khách ở thành phố Tây Ninh đã đặt mua. Và hôm nay thì em vệ sinh xong em làm mấy video test trước khi gửi hàng đi, cho bác chủ được biết, như anh em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Đây là cách thức mua hàng của bên em, các bác cứ chọn hàng đặt mua, chuyển tiền, chuyển túi tiền hoặc đặt cọc. Sau đó 2 đến 3 ngày bên em sẽ vệ sinh xong làm video test cho bác xem. Ưng thì em gửi hàng đi và không ưng thì bên em trả lại tiền hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác. Chứ bên em không bán dí nhé. Các bác yên tâm là như vậy. Còn bác nào mà không muốn chuyển tiền thì tốt nhất là cứ chờ lúc nào đăng video lên. Các bác ưng thì chọn mua nhá. Đầu thì không gắn đĩa, đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép đây, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng chép full đây. Đã nhận đĩa. Và em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Các bác có thể đến trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em để trao đổi. Đấy. Bác nào xa thì liên hệ trực tiếp cho hotline. Rồi các bác đặt telephone vào để em thưởng thức ạ.
rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng xưa âm thôi trong cơn thương đau em đắm môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Phương trời mình đi sao thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi thu thiết ta. Ôi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư. Mắt lệ mờ huế vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi. Đọc cực tốt ạ. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ.
giọt lệ này em dành cho ai khi dòng sông chia hai lối rẽ? Giọt lệ này em dành cho tình xót xa, phút giây này sao động chẳng tan. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ ướt, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây. Người đợi người đến thời gian trôi, cô tình ca ru em vào đời. Người đợi người xin nhận lá rơi, người đành quên đã phụ lời thề. Rồi, em xin phép được dừng video cắt ở đây. Thì trước đầu này bên em đã bán rồi, và bên em thì rất là còn nhiều đầu CD trong phân khúc từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu. Hoặc là có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269, em để ấn tiêu đề của video. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.